Xin chào cả nhà, chào quý bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung mới nhất cũng như là động thái mới nhất của cái bà chủ nha khoa Khánh Kiều đã đánh mà kêu bằng khách hàng đến sưng cả mặt, và cái cơ sở nha khoa Khánh Kiều này nên dẹp đi hay là tồn tại vì có ai mà đến nữa hay không sau khi qua bài viết này. Động thái mới nhất của bà chủ phòng khám nha khoa tát nữ khách hàng sưng cả mặt ở Đắk Lắk sau khi xảy ra sự việc tát sưng má của khách hàng vì mâu thuẫn liên quan đến bảo hành hàm răng. Đó. Hiện tại bà chủ nha khoa Khánh Kiều đã khóa luôn Facebook vì sợ người ta làm phiền. Các bạn thấy không? Làm không uy tín, hư răng người ta tới bảo hành thì lại chửi người ta, tán người ta, tát người ta, rồi còn đe dọa đánh người ta nữa các bạn. Là giống như kêu giang hồ để xử vợ chồng của người khách hàng này nữa nè. Chúng tôi sẽ cho bản tin sau sẽ có vấn đề này á, rồi tông xe vào vợ chồng này nữa, chứ không phải là không không vậy đâu. Thì hôm nay khóa Facebook là một chuyện thôi, tốt nhất nên khóa cửa và đóng luôn cái nha khoa thì sẽ hay hơn. Vì ai mà đến nữa, làm răng, cái tóc là gốc con người. Đó các bạn hình dung không? Răng cỏ mà hư hết thì làm sao mà được. Làm không bảo hành, làm ăn lương lẹo như vậy thì tốt nhất nên đóng cửa. Liên quan đến vụ người vợ chủ nha khoa tắc mà giống như là sưng má khiến anh chồng tức giận đến tận nơi đối chất. Sau khi xảy ra sự việc, hiện bà chủ nha khoa Khánh Kiều đã khóa Facebook cá nhân vì sợ dư luận tấn công. Báo chí đã cố gắng liên lạc với chủ nha khoa để giống như mở rộng đường cho bà ta, hiểu rõ nguyên nhân phía sau, nhưng bà ta lại không nhận được phản hồi. Liên hệ vào số điện thoại bàn của phòng khám thì nhân viên thông báo bà này không muốn trả lời với ai. Trước đó dư luận xôn xao sự việc chị Giang đến phòng khám đa khoa Khánh Kiều trị răng sâu lấy tủy từ năm ngoái, nhưng sau nhiều lần làm chị Giang vẫn không hết đau, răng vẫn chảy máu và bị viêm. Chị đã đến nha khoa Khánh Kiều để hỏi lại về tình hình răng của mình. Tuy nhiên người phụ nữ được cho là chủ phòng khám đã cầm điện thoại tát hai cái bóp bóp vào mặt của chị Giang, khiến cho chồng chị anh L phải nổi giận đi đến phòng khám để đối chất. Anh L vô cùng bức xúc nói chuyện, và mà vợ mình đã trả đủ tiền 12 triệu 8 tâm, nhưng tại sao bà chủ phòng khám này lại không bảo hành trong khi nói là làm đã bảo hành. Anh liên tục hỏi người phụ nữ này tại sao lại đánh vợ mình. Dù rất nóng giận nhưng anh chồng vẫn kiềm chế không động tay động chân hay chạm vào người bà chủ nha khoa Khánh Kiều. Tuy nhiên cái bản mặt của bà chủ, các bạn, nếu các bạn xem video thấy bà ta cứ ngên cái mặt lên vậy nè. Ngên có nghĩa là thách thức đó các bạn. Cứ ngên á, biết tao là ai không? Tao còn bao việc phải tiếp vợ chồng mày à? Đó, bà ta nói vậy á, làm sai, làm dởm, răng hư hết trơn mà lại không bảo hành. Đó. Các bạn thấy người ta nói, mong sau khi các bạn xem video này hãy chia sẻ để mọi người cùng biết đến phòng khám này nha. Để cho mọi người lỡ có vào đó thì biết đường mà né tránh, chứ đừng có lũi vào đó lại mê mốt có chuyện như thế này nữa. Sau đó bà ta còn gọi video cho một người đàn ông khác rồi dí màn hình vào mặt anh này nè, có ý đe dọa anh á, nói là sẽ kêu sang giang hồ xử. Khi công an khu vực đến xử lý ồn ào, yêu cầu anh L hãy bình tĩnh lại và mọi việc cũng như dừng quay camera để live stream, người phụ nữ này còn dọa nạt: thằng này nó bị điên, mày cứ quay đi, mày quay thoải mái đi, quay xong đừng hối hận nha con. Sau khi biết hết thông tin, công an đã mời hai bên đến trụ sở để uống nước trà và làm việc. Nhưng khi mọi việc còn chưa đến ngã cục tất cả ra về thì xe ô tô của chủ nha khoa Khánh Kiều đã tông thẳng vào xe máy của anh này khiến anh ngã ra đường. Các bạn thấy không? Biết kêu bằng không nhận sai mà còn cố tình làm sai. Mong cơ quan chức năng hãy trừng trị cái bà này nha. Đó. Phải cho bà ta phải phạt. Cái này là mức án cố ý gây thương tích, phải hình sự rồi chứ không còn phải hành chánh nữa. Các bạn thấy đúng không? Đúng rồi, cho tôi một like đi rồi tôi đọc tiếp nè. Anh này rất tức giận cho rằng mình bị tông xe một cách cố ý, nhưng phía bà chủ nha khoa cố thủ trong xe để trợ lý để ra giải quyết. Nhiều người qua đường chứng kiến được sự việc và livestream lại sự việc trên mạng, khiến dư luận càng xôn xao và phẫn nộ với người phụ nữ này. Đã ngu mà còn làm liều. Nha khoa đầu tư hình ảnh nhưng chứng chỉ bằng cấp ra sao vẫn là dấu hỏi cho mọi người. Trong khi đó, liên quan đến phòng khám đang gây ồn ào này, nhiều cư dân mạng nằm vùng ở địa phương cho biết nha khoa Khánh Kiều có vị trí khá đẹp, nằm ở trung tâm của thị trấn. Nha khoa này cũng được đầu tư tốt về hình ảnh. Bên cạnh đó, chủ phòng khám nha khoa này còn khá nổi tiếng tại địa phương. Nhưng thực tế khám chữa bệnh, điều trị răng miệng ra sao chỉ có khách hàng nơi đây mới có câu trả lời chính xác. Và chúng tôi sẽ cố gắng để tìm hiểu thêm về cái vấn đề cũng như bằng cấp của bà này. Và sau đó chúng tôi đã phát hiện thông tin như thế này. Theo thông tin chia sẻ trên website mà vinafa.com thì nha khoa Khánh Kiều được bác sĩ Nguyễn Kiều Nhi đứng tên. Với lời giới thiệu, nha khoa Khánh Kiều bác sĩ Nguyễn Kiều Nhi nằm trong số nha khoa uy tín nhất ở Đắk Lắk. Với đội ngũ tay nghề cao, chất lượng phục vụ tốt, nha khoa Khánh Kiều, bác sĩ Nguyễn Kiều Nhi từ lâu là địa chỉ nha khoa đáng tin cậy cho mọi người ở khu vực huyện Eka ở Đắk Lắk. Tuy vậy, thực tế bằng cấp bác sĩ Kiều Nhi ra sao, có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề thì chưa có hồ sơ nào nói hết cả. Đó, các bạn thấy không? Vấn đề này, cơ bản bây giờ đây nè, cái phòng khám đang dịch bệnh,
đang dịch Covid mà làm nha khoa là thấy là sai sai rồi các bạn. Đi tới hả miệng ra cho nước bọt nó bay qua bay lại hay làm sao? Đó. Bà ta mở cửa là một cái sai thứ nhất. Còn vấn đề cái sai mà lớn nhất của bà ta là đã làm sai, làm hư răng của người ta mà không chịu bảo hành mà còn nói này nói nọ. Đó, các bạn thấy tôi nói đúng không? Đúng thì chia sẻ để cho mọi người cùng biết đến đi. Chứ thiệt, tôi đọc cái này tôi cũng bức xúc dữ trời lắm chứ. Mong ai gần đó thì tới đó hãy xem thử nha khoa đó như thế nào và hoạt động như thế nào, rồi comment giúp tôi để tôi có thêm thông tin và để cho mọi người trên cả nước và toàn thế giới cùng xem và biết đến nha khoa này. Đó. Biết đến thôi chứ không ai tới điều trị đâu nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.